Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Sau Philip Nguyễn, thêm một thủ môn Việt Kiều được đánh giá cao hơn Đặng Văn Lâm. Thủ thành Patrick Lê Giang đang có những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp. Trong loạt trận diễn ra vào tối ngày hôm qua 22 tháng 2, Slovan Liberec đánh bại Bohemians 1905 với tỷ số 3-1 trên sân nhà Station Unici. Đây là một cuộc đọ sức rất đặc biệt khi khung thành của hai đội đều được chấn giữ bởi các thủ môn Việt Kiều. Bên phía Slovan Liberec, Philip Nguyễn tiếp tục chứng tỏ vì sao anh là thủ môn được khán giả yêu thích nhất mùa giải trước. Người gác đền này góp công lớn giúp cho Slovan Liberec đứng trong top 6 và tràn trề cơ hội giành vé dự Europa League mùa sau. Ở bên kia chiến tuyến, Patrick Lê Giang có trận bắt chính thứ 10 trong mùa giải cho Bohemians 1905. Kể từ tháng 10 năm 2019, thủ thành 27 tuổi, cao 1m85 bắt đầu được tin tưởng giao cho vị trí trong khung thành. Anh liên tục thể hiện phong độ ổn định và giúp cho Bohemians 1905 đạt điểm số khá an toàn, tránh xa nhóm xuống hạng. Năm 2009, Patrick Lê Giang từng được thử sức trong màu áo của U22 Việt Nam và thử việc tại V-League, nhưng cuối cùng đã quay lại châu Âu để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Lăn lộn qua nhiều câu lạc bộ từ Slovakia đến Cộng hòa Séc, Patrick Lê Giang dần dần khẳng định được năng lực. Đầu mùa giải 2019-2020, anh chuyển sang Bohemians 1905. Theo đánh giá từ trang thông tin chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị của Patrick Lê Giang hiện đang là 350.000 euro, nhỉnh hơn so với Đặng Văn Lâm là 300.000 euro. Thời trẻ, Patrick Lê Giang từng khoác áo một số cấp độ đội tuyển trẻ của Slovakia. Thủ thành 27 tuổi hiện vẫn đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam hoặc Slovakia. Patrick Lê Giang có bố là người Việt, mẹ là người Slovakia. Anh trai của Patrick là Emin Lê Giang cũng là cầu thủ, chơi ở vị trí tiền đạo. Emin Lê Giang từng về thử việc tại V-League song cũng không thành công. Sự nghiệp của chân sút này cũng khá lận đận khi thay đổi câu lạc bộ liên tục và chưa để lại dấu ấn đáng kể. Đặng Văn Lâm và đồng đội thua trận thứ hai liên tiếp ở Thái League. Đặng Văn Lâm và các đồng đội đã thất bại trước Bangkok United. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Muang Thông. Những khó khăn đã được dự báo từ trước dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Tiếp đón Bangkok United trên sân nhà, các cầu thủ Muang Thông đã bị dồn ép ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự tập trung của Đặng Văn Lâm đã giúp khung thành đội chủ sân SCG đứng vững. Đến phút thứ 30, Anon Amonlesak nhận đường chọc khe tinh tế của Van der Luis. Sau đó tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Đặng Văn Lâm, tỷ số được mở cho Bangkok United. Sau bàn thua, các cầu thủ Muang Thông dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Họ đã đưa bóng thành công vào lưới của đội khách ở phút thứ 44. Tuy nhiên, khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng của Muang Thông. Hiệp 1 khép lại với lợi thế một bàn dành cho Bangkok. Bước sang hiệp 2, lối chơi tấn công của Muang Thông chưa thể khởi sắc thì họ bất ngờ nhận được món quà từ đội khách. Hậu vệ Everton truyền về nhưng thủ môn Van Kerkhove mất tập trung khiến bóng lăn vào lưới. Bàn gỡ hòa vô cùng may mắn dành cho Muang Thông. Nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng không thể vui mừng lâu. Đến phút thứ 74, Thosawat Limwanasathyan tung cú sút xa hết sức đẹp mắt, hạ gục thủ môn Đặng Văn Lâm, tái lập khoảng cách dẫn bàn cho Bangkok. Dù thi đấu rất cố gắng nhưng đội chủ nhà không thể có được bàn thắng san bằng tỷ số. Chung cuộc Muang Thông thất bại 1-2 trước Bangkok United, đồng thời cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Văn Lâm và các đồng đội. Thống kê hoành tráng về tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á chưa thua và đang dẫn đầu một bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á có cả thảy là 7 đội bóng của Đông Nam Á tham dự, nằm ở 6 bảng đấu khác nhau. Bảng A là sự hiện diện của Philippines, bảng C có Campuchia, bảng D có Singapore, ở bảng F là Myanmar. Riêng bảng G, khu vực Đông Nam Á đóng góp tới 3 đại diện gồm Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Các đội bóng kể trên đều đã trải qua 5/8 lượt đấu tại vòng loại thứ hai, nhưng kết quả thua về không giống nhau. Với đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể xoa tay hài lòng sau những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm được. Tính đến lúc này, đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á đang dẫn đầu một bảng đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuyển Việt Nam còn là đội duy nhất của khu vực chưa phải nếm mùi thất bại. Ở bảng G, Quang Hải cùng các đồng đội giành được 11 điểm sau 5 trận đã đấu, 3 thắng 2 hòa. Malaysia thua 2 trận, giành 9 điểm, trong khi Thái Lan thua 1 trận có 8 điểm. Riêng Indonesia thua cả 5 trận. Các đội bóng Đông Nam Á ở 4 bảng còn lại cũng đã phải nhận 2 trận thua trở lên.
Trong một diễn biến khác, trên bảng xếp hạng FIFA mới công bố, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 94, vị trí tốt nhất của các đội tuyển trong khu vực. Nhìn qua 8 bảng đấu kể trên, có thể thấy thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng là ông vua đúng nghĩa của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Nếu tiếp tục thi đấu tốt ở các lượt trận tiếp theo, Quang Hải cùng các đồng đội còn có cơ hội góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Cựu cầu thủ Barca không phục cách dùng người của huấn luyện viên Heeren Ven. Alen Halilovic cho rằng anh xứng đáng được đá chính sau những gì đã thể hiện giúp Heeren Ven cầm hòa Ado Den Haag rạng sáng ngày 23 tháng 2 theo giờ Hà Nội. Ông Rob Fleischland trích dẫn chia sẻ của Alen Halilovic: "Tôi suy nghĩ tích cực vì bản thân đang làm rất tốt, không muốn nói về quyết định của huấn luyện viên, nhưng có lẽ tôi xứng đáng hơn. Trong những trận đấu gần đây, tôi luôn vào sân khi đội đang bị dẫn bàn, cũng muốn được ra sân ngay từ đầu." Cựu cầu thủ của Barcelona thừa nhận: "Chúng tôi không thể giữ được sự tập trung trong suốt trận đấu, nhưng nhìn lại Heeren Ven là đội xứng đáng có được chiến thắng. Chúng tôi không có phong độ tốt nhưng đang cố gắng làm mọi thứ để tìm lại chiến thắng." Trong trận Heeren Ven tiếp đón Ado Den Haag, Halilovic được tung vào sân ở phút thứ 69 thay tiền vệ Hicham Fai khi đội nhà đang bị dẫn 1-2. Sự điều chỉnh về nhân sự giúp mặt trận tấn công của đội chủ nhà khởi sắc. Cựu cầu thủ Barcelona liên tục tung cú dứt điểm từ sát vạch 16m50 và mang về bàn gỡ hòa hai đều cho Heeren Ven ở phút thứ 78. Bàn thắng đẹp mắt của Halilovic giúp đội chủ nhà giành lại được một điểm. Chứng kiến tầm quan trọng của cầu thủ mang áo số 10, cổ động viên Loic Smith bày tỏ: "Halilovic vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa, anh ấy chứng minh Janssen quá sai trong cách dùng người." Chuyên trang LC của Hà Lan cũng nhận định, cuối cùng chính Halilovic là người đưa Heeren Ven trở nên ngang tầm. Trong khi đó, đồng đội Van Basten lại so sánh bàn thắng đẹp mắt của cựu cầu thủ Barca với Messi trong ngày siêu sao người Argentina ghi được 4 bàn thắng. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Johnny Janssen thừa nhận sai lầm về cách dùng người. Ông nhận ra điều này khi các học trò thủng lưới 2 bàn và tiếc nuối khi việc điều chỉnh nhân sự đã trễ 45 phút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.